Chúng cho xanh tóc đỏ ra thì đi lên núi tìm hà thủ ô. Hiện tại mình đang bán cái bột hà thủ ô này thì có giá là 170.000 cho một hộp 500 g Bột hà thủ ô sau khi mà xay mịn ra như thế này thì chúng ta có thể sử dụng để pha nước uống. Thành phần của cái này sẽ là hà thủ ô và đậu đen cũng như là cả hắc chi ma nữa. Sau khi kiểu trưng kiểu sái thì hà thủ ô khô sẽ hết cái tính độc và còn lại những cái dược tính sẽ được nghiền ra và thành cái dạng bột mịn như thế này. Bột hà thủ ô thì giúp hỗ trợ bổ thận, tăng cường cái chức năng sinh lý và chống não hóa, tăng cái tuổi thọ của chúng ta, tăng cường làm đen dâu, đen tóc, trị cái tóc bạc sớm khá là tốt. Đối với những cô chú anh chị nào tóc chúng ta bạc nhiều đó thì chúng ta dùng bột hà thủ ô này rất là tốt nha. Ngoài ra nó còn giúp ngăn dụng tóc sau sinh và giúp thúc đẩy kích thích mọc tóc và da cái tóc của chúng ta nó sẽ đen hơn và nhanh dài hơn giúp lưu thông khí huyết tăng sinh máu và giúp ngủ ngon da rỉa của chúng ta sẽ hồng hào hơn sau khi mà sử dụng cái bột hà thủ ô này chúng ta uống vào người cách dùng của chúng ta thì cũng rất là đơn giản mỗi ngày chúng ta sẽ pha hai lần và mỗi lần một thìa cà phê nhỏ anh chị nhớ là thìa cà phê chứ không phải cái thìa mà mình đang giới thiệu này nhé thìa cà phê đó thì chúng ta pha với 200 ml nước và chúng ta có thể cho thêm một ít mật ong vào uống cho ngon Uống thì chúng ta sẽ uống sau ăn khoảng tầm 20 cho đến 30 phút. Bảo quản thì chúng ta sẽ để nơi khô ráo thoáng mát ở trong cái hộp. Mỗi một hộp thì mình sẽ đóng là 500 gram với giá thành là 170 nghìn cho một hộp như thế này. Và cô chú anh chị có nhu cầu về bột hà thủ ô thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại ở trên màn hình 0971 85 88 82. Số đó mình có zalo luôn thì mọi người có thể một là gọi điện trực tiếp hoặc hai là có thể nhắn tin theo zalo cho mình nếu như mọi người có thời gian thì có thể nhắn tin còn nếu không thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình theo số trên màn hình